bóng đập chắn và bay ra ngoài sân. Như vậy là điểm số đầu tiên đã. Phạt bóng khá tốt. Điểm số của Đặng Thị Hồng. Điểm số cho Đặng Thị Hồng 14-5. Lần này là một pha bỏ nhỏ của Đặng Thị Hồng. Lợi thế dẫn trước với một khoảng cách xa đang giúp cho các vận động viên của Thái Nguyên thi đấu với một tâm lý rất thoải mái. Hay Vân Anh chẳng hạn. Hai mươi ba mười ba cho Thái Nguyên. Set point. Tình huống đã đóng lại set đấu thứ nhất với chiến thắng 25-10 sau set đấu thứ nhất rất đáng quên. Không phanh kịp và đã lao thẳng vào lưới rồi. Điểm số đầu tiên của set 2 thuộc về. Đó là một đường chuyền rất hay của Cha Mi. Rất tốt. Điểm số của Đặng Thị Hồng 4-5. Sau một chuỗi lên điểm rất dài của bộ tư lệnh thông tin thì cuối cùng Thái Nguyên cũng đã có được điểm số. Và đó là pha kết thúc của Đặng Thị Hồng. Thêm một điểm nữa cho Thái Nguyên 13-21. Hai tình huống dứt điểm liên tiếp của Đặng Thị Hồng. Sau pha kết thúc vừa rồi của Đặng Thị Hồng. Thêm một điểm nữa cho số 16 của Thái Nguyên. Này nó không thể diễn ra được. Phải chờ những diễn biến của cặp đấu giữa bộ tư lệnh thông tin và Thái Nguyên. Và nếu chiếu theo kịch bản hiện tại thì rất có thể hai đội Thể Công Tân Cảng và Trà Vinh sẽ tiếp tục phạt. Tình huống đánh bóng bật chắn và rơi ra ngoài sân của Đặng Thị Hồng. Bộ một rất xấu. Sẽ là cơ hội cho Thái Nguyên. Chuyền cho Đặng Thị Hồng chắc chắn rồi. Chuyền tiếp cho Đặng Thị Hồng. Rất bối rối và đó là điểm số cho Thái Nguyên. Đây là match point.
Cơ hội tới với Thái Nguyên. Đặng Thi Hồng. Bóng xoáy ra ngoài sân và đó là chiến thắng chung cuộc đã thuộc về các trò của huấn luyện viên Vũ Đình Đoàn. Thái Nguyên đã vượt qua Bộ Tư lệnh Thông tin trong trận đấu này với tỷ số 25-17.